Đó, quá chừng luôn đó, dài bên đây luôn. Cây nào cũng vậy nha, anh chị thấy nút nụ còn do, nó bị chảm luôn như vậy là nở bông rất to luôn. Mấy cây trong này, nó nằm cái giọng lắc rất là đẹp luôn. Đó, có cây này nứt lên xù luôn chị, hoành cây này khoảng 30 mấy á. Nó nhiều lắm, tới mấy chục cây đâu mà. Đó mà. Ôi ôi nút nụ nè. Quá chừng nút nụ ta, cứng ngắc luôn. Những mặt hàng này á, nở bông rất là đẹp nha anh chị, rất là đạt luôn, dài quanh đây luôn. À, mấy cây này nè, có những cây cái phong nó lùng nhưng mà cái tàn nó cái bự luôn, tàn này kìa, khoảng gần 2 mét luôn anh chị. Và trình trình xem ha, thì em cũng xin chia sẻ, thì bên chú cũng nhờ em giới thiệu giùm, thì có gì lỡ lời sơ sức thì anh chị thông cảm nha. Dạ, em xin chào anh chị yêu thích mấy dàn đã theo lời kênh. Kênh Lê Thảo hôm nay tiếp tục đến xã Vĩnh Hòa, đến vườn mai của chú để quay cho anh chị mình giao lưu mai cho Tết năm 2024 chị. Rất mong chị bỏ thời gian nghe theo dõi nha, coi được ủng hộ cho vườn mai. Đây mà anh chị mình xem, thì bên vườn mai của chú thì làm những cây mai nguyên thủy từng chậu ha, đã chỉnh sửa luôn. Những cây mai nguyên thủy sửa phong tàn rất là đẹp luôn. Mà anh chị mình xem nè, đã vô dây chỉnh sửa thuần dây hết rồi. Những mặt hàng này anh chị mình có thể là chơi Tết ha. Rồi anh chị mình nhận hàng về thì có thể là tháo dây ra được luôn rồi. Đó, nút nụ nè, kỳ đẹp luôn anh chị. Đây, số lượng rất là nhiều thì em rất mong chị xem và ủng hộ cho vườn mai nha. Dài qua đây luôn, những mặt hàng này rất là chuẩn luôn. Mặt hoa thì bên vườn bao với anh chị mình là từ 6 đến 12 cánh ha, mai nguyên thủy thường chậu. Đó, đây. Quá chừng cái dàn gốc. Em mời anh chị mình xem có hoành gốc thì trung bình nha anh chị. Đấy cái trung bình á, hoành gốc trung bình là nó từ là 25 đến lên nha. Đó, từ 27 à? từ 25 đến 27 đến 30 cũng có. Cây thì cũ đế có ha. Đâu đâu đo dùm con cái chút, đo dùm tán ngang cái. Thì bên chú có nhờ em giới thiệu thì có gì lỡ lời sơ suất thì chị thông cảm qua ăn tắt nó chút rồi. Tán ngang là 1,3 m chiều cao luôn. Đó, đây cây đã thần chậu hay nút nụ khủng khiếp luôn nha chị. Cây đã chỉnh sửa ha. 8 2 m. Chiều cao là 2 m. Số lượng cây của mình nhiêu cây ta? Lô này có 12 cây à? Lô đó. Lô mai này là tổng tổng thể là 12 cây nha anh chị, đã chỉnh sửa hoàn thiện hết nè. Thì em quay cho anh chị mình xem tham khảo một vài cây nè. Đó, những cái cây này nè. Hoành đó là từ 20 25 lấy lên, bữa nay 25 phân chút. Đó, đây là nút nụ hàng cho Tết nè. Cây thì đã chỉnh sửa hoàn thiện hết trơn nha anh chị. Tàn thì xum xuê hết, có những cây này phong nó cao luôn nè. Quá chừng cao luôn. Cái mặt hàng này cho Tết rất là chuẩn nha anh chị. Đó, như mấy cây này cái nồi đế. Anh chị mình thấy nồi đế nè, đường thân nè. Cây thật đắt léo ha. Uống lượng trơn. Thì bên vườn do từ xưa giờ cũng không có ship lẻ, anh chị không có ship, biết ship đi được á, thì bên vườn báo với anh chị mình với giá là 4 triệu một cây tại vườn đó. Với 4 triệu một cây tại vườn ha, thì nếu mà anh chị mình có kinh doanh mua đi bán lại thì anh chị mình có thể là đến tận vườn xem và tham khảo ha. Thì bên vườn á, nếu mà anh chị mình mua hết nguyên lô thì bên vườn cũng cho gửi lại nha anh chị đó. Lúc đủ anh chị mình xem nè. Còn nếu mà anh chị mình tới vườn á thì muốn mua cặp hay cặp gì chơi á, thì bên vườn cũng nhà cũng bán luôn nha, bên chú cũng sẵn sàng bán ha. Bán với một cặp hay cặp thì một cây cũng vẫn bán nữa đó, do thì bên chú thì không có ship lẻ được, anh chị thông cảm phần đó ha. Những mặt hàng này rất là chuẩn đi chơi Tết. Đây dài qua đây luôn, mà anh chị xem con tàn rất là kín luôn nha anh chị. Đây tàn toàn kín luôn nha, từ trên em quay xuống cho anh chị mình xem nha. Mặt hoa thì bên vườn bao từ 6 đến 12 cánh nha, bông rất là chuẩn luôn. Đó, mai nguyên thủy mà sửa ra phong tàn quá chừng đẹp luôn. Chị xem. Em cũng xin nhắc lại ha, hoành thì từ 25 lấy lên đến 30 cũng cũng có nó nha anh chị. Nó củ đế nè, củ đế này khá là bự, khoảng 40 luôn. Cây thân cây cái lô mai này là lắc lượng hết nè. Đó, chiều cao á là tầm 2 mét lấy lên nha anh chị. Tán ngang là từ em nói chung từ khoảng 1,6 m lấy lên đi. Tán ngang 1,6 m lấy lên, cây đã chỉnh sửa, nếu mà cái cây này cũng không tự nhiên á thì nó sẽ bự ha, nhưng mà sửa gom tàn lại cho nó kẹo cho nó đặc anh chị. Đó, dài quanh hay luôn. Cái lô mai này nút nụ rất là nhiều luôn anh chị. Chi chích cho anh chị xem nút nụ nè. Cây đã chỉnh sửa hoàn thiện hết. Với giá 4 triệu một cây tại vườn. Anh chị mình đến mua vô luôn một cây thì bên vườn cũng bán nữa nha. Đó. Đây. Nút nụ chi chích hết rồi. Gốc thì khá là đẹp anh chị. Củ đế nồi đế cũng có tùy theo cây. Ví dụ như anh chị mình đến vườn á, ví dụ như chọn chọn lẻ một cây á, hoặc là hai cây á, thì bên vườn sẽ thương lượng ha, thương lượng với chủ vườn. Còn nếu mà lấy xô hết là giá 4 triệu nha anh chị xem tham khảo, có được ủng hộ cho vườn mai của chú em.
Đó, nút nụ nè. Đó, quá chừng luôn đó, dài bên đây luôn. Cây nào cũng vậy nha, anh chị thấy nút nụ nó toàn do, nó bùi chảng nó như vậy là nở bông rất to luôn. Ở mấy cây tung này, nó nằm cái giọng lắc rất là đẹp luôn. Đó, có cây này nứt xù luôn chị, hoành cây này khoảng 30 mấy á. Nó nhiều lắm, tới mấy chục cây đâu mà. Ôi ôi nút nụ nè, quá chừng nút nụ ta, cứng ngắt luôn. Những mặt hàng này nở bông rất là đẹp nha anh chị, rất là đạt luôn, dài quanh đây luôn. À, mấy cây này nè, có những cây cái phong nó lùn nhưng mà cái tàn nó cái bự luôn, tàn này kìa, khoảng gần 2 mét luôn anh chị. Và cho anh chị xem ha. Thì em cũng xin chia sẻ, thì bên chú cũng nhờ em giới thiệu dùm, thì có gì lỡ lời sơ sức thì anh chị thông cảm nha. À, có mấy cây nè, củ đế không à, nguyên cái dàn lô này củ đế không anh chị, dài qua đây luôn. À, quay từ từ cho anh chị xem, nó hàng tung tung là rất là nhiều luôn, nó hoành từ 25 đến 30. Thì nói chung là những mặt hàng này ở ngoài anh chị nhìn thấy gốc rất là khủng luôn. À, củ đế nè, quá trời. Số điện thoại của chú Út thì em có để tên tiêu đề á, thì mọi chi tiết thì anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp với chú giùm em. Quá chừng cái dàn đế này luôn ta, những mặt hàng này anh chị mình về cho Tết xong ha, trồng lại đất nó rất là đẹp luôn. À, bị gì cái dàn đế này, dàn thân nó rất là đẹp, có những cây đầu đầu cái cũ, quá chừng cái cũ luôn. À, chút lại đo một con cái cũ này coi chút. Ồ, cái cũ đứng quá chừng đẹp luôn ta. Đây, anh đo dùm con cái cũ này coi. Ôi ôi, cái cũ chụp hình. À, cái cũ này 43 nha, mà thân này nó co lắc nè, nó giật cấp co lắc rất là đẹp luôn anh chị. Ồ, nó nằm dáng rất là đẹp luôn, dáng lông. Đó, thì như mấy cái này thì anh chị mình cứ đến vườn ha, thì ví dụ như lấy một cây này thì thương lượng với chủ vườn đi. Còn nếu mà lấy hết nguyên lô là chỉ giá 4 triệu một cây, trong đó có những cây mai lớn như vậy luôn nè. Đó, số lượng thì anh chị mình cứ tham khảo ha, đến tận vườn đi, lấy ít tới nhiều gì thì cứ điện thoại trực tiếp cho chú cho dễ, địa chỉ đồ này kia thì mình cứ đến vườn coi tận mắt nha. Mấy cái này cái phong tàn nó lùn thôi nha anh chị, nhưng mà có cái được tàn sữa ra rất là đẹp luôn, mai nguyên thủy sữa tốn công dữ lắm nha, cành nhánh nó đều, anh chị thấy cây nào nhỉ? Như cái đấy, cái giống cây thông luôn anh chị. Đó, mấy cái này nè, lá thì nó không còn đẹp như là tháng 6 tháng 7 nữa nha, nhưng mà đặc biệt đó là nút nụ nó lên rất là đẹp luôn, dài quanh đây luôn nha anh chị. Mấy nay chút mới nãy em nói lô này nhiêu cây quên ta. Dạ, lô này tổng thể là 12 cây với giá 4 triệu một cây tại vườn. Anh chị mình lấy đến vườn lấy một cây hai cây vẫn bán, nhưng mà cái giá nó khác nha. Đó, ví dụ như lựa cây nào đẹp vip quá thì tầm thêm vài trăm ngàn triệu nữa chị, còn nếu mà lấy hết luôn thì chỉ có 4 triệu thôi. À, nè, mấy lô mai nè, sữa nè, rất là đẹp. Rồi, rất mong chị xem và ủng hộ cho vườn mai chú Út nha. Để em sẽ giới thiệu tiếp tục thêm một cái lô mai nữa ở bên vườn mai chú Út ở xã Vĩnh Hòa nha. Thì mọi chi tiết anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chú Út, em để tên tiêu đề. Thì rồi, tiếp theo em mình trình giao lưu vườn mai của chú Út nè. Đó, thêm một cái lô mai nữa, lô mai này cũng là trong một cái lô mai nó nhỏ, cái lô mai vừa coi đó, gốc rất là đẹp luôn, mà đặc biệt nút nụ nè, cây thì đã sửa vô dây chỉnh sửa thằng thông hết tơn. Đó, số lượng cây thì tầm khoảng trên dưới 40 cây nha anh chị. Đó, dài bên đây luôn, quá chừng luôn, sửa đều gan hết trơn ha. Mai nguyên thủy thì ít có anh chị nào mà sửa ha, đặc biệt bên vườn mai chút là sửa ha. Thì chiều cao cái mai này á, lấy là tầm 2 mét đi lên. À, 2 mét ha, cây nào mà thấp gì cũng phải là 2 mét, tán ngang là 1 mét rưỡi. Có những cây mà nó hơi lùn nhưng mà cái tàn nó rất là đẹp nha anh chị. Tán ngang là 1 mét rưỡi đấy lên ha, hoành nó là từ 20 đấy lên luôn. Đó, cây nào nhỏ nhất cũng là 20. Đây, mà anh chị xem cái hoành gốc nè, cây nào cũng có củ đế hết trơn ha. Quá chừng luôn, cái lô mai này gốc đế rất là đẹp nha. Anh chị thấy cây đang lớn, đang bông da lớn nè. Dạ, qua đây luôn chị. Đó, hiện tại cây mai nằm trong chậu 5 tấc rưỡi ha, em sẽ gửi có 6 tấc, có tùy theo phong cây, từ theo phong cây lớn nhỏ thì bên nhà vườn canh đã vô chậu rồi. Nút nụ thì bao quý anh chị mình là cực kỳ đẹp nè, cây vô dây chỉnh sửa mình chị thấy nút nụ nè, quá chừng nút nụ nè. Đó, thì cái lô mai này tổng cộng là tên dưới 40 cây nha anh chị xem tham khảo nha. Với cái giá bên vườn đưa ra, của chú đưa ra là bán với giá là 1 triệu 2 một cây tại vườn. Thì cũng như là chú cũng có nói, thì nếu mà anh chị mình đến vườn á, mua một cặp vẫn bán, một cây vẫn bán, nhưng mà tùy theo mình lấy cái cây như thế nào. Ví dụ như anh chị mình lấy cây nhỏ thì giá tiền nó nhỏ, nhưng mà anh chị mình lấy cái cây nó lớn á, thì giá tiền nó lớn một chút đó, nhưng mà xô ngang đều ngang là nó với giá là chỉ có 1,2 triệu thôi anh chị. Đó, có những cây cái phong tàn quá chừng luôn, như cái này là cao hơn 2 mét anh chị.
Đó, cao hơn 2 mét ha, nhưng mà con cái là cái tàn nó kín sữa ha, tàn đa kín. Còn nút nụ hình chị mình xem nè. Đó, nút nụ nè. Gì chích hết trơn ha. Đó, nút nụ là tàn, nút nụ lớn không mà nút nụ đều gan à. Tại vì cái hàng sữa thì anh chị cũng biết bên vườn mai làm rất là kỹ lưỡng ha. Những cái anh chị, những cái chú của ông bác mà nuôi cây mai nguyên thủy mà sữa vô dây sữa là nuôi rất là đạt luôn, kỹ lưỡng với sữa nha. Đó, đã sữa ra nè, nếp dằn dây anh chị thấy cành nhánh nó bấm đọt hết trơn ha. Lá thì không có còn đẹp như 6 7, này là anh chia sẻ thật tình đó. Nhưng mà đặc biệt có một cái vàng nút nụ cực kỳ luôn. Ôi, ôi cái mai này nè, nút nụ gì đâu mà nó đều gan luôn chị thấy nè. Trời ơi quá chừng cái nút nụ luôn. Cái mai này ta, cái mai này cũng trong cái lô mai mà 1,2 triệu cây anh chị đó. Anh chị mình nếu mà có đến vườn á thì coi cái mai này ha, chọn cái mai này về chơi Tết đó. Dài trên này nè, đã sửa ra tơn luôn ta. Cái mai này như giáo siêu nụ quá chừng nụ luôn. Mà cây này tầm cao thì tầm khoảng mét 6 anh chị đó, tán ngang thì tầm khoảng mét rưỡi đấy lên, nhưng mà mét 4 thôi, tính đơn giản thôi đó. Cái gốc nó nhỏ nha, sao nút nụ dữ ta. Ôi ôi cụ bự lắm nha anh chị, đây cụ bự lắm nha đó. Thì cái lô mai này tên dưới là 40 cây á anh chị. Mình đến vườn thí dụ như lấy 20 cây thì giá nó chênh lệch chút xíu vậy, ví dụ như lấy 10 cây hoặc là lấy hết thì cứ thương lượng bên nhà vườn giùm em nha. Nút nụ này. Đây, bên chú buôn bán thì rất là nhiệt tình và cũng dễ mua bán lắm chị. Cái hàng sữa vậy anh chị mình cũng thấy thì ít có người sửa lắm. Đó, cái này đã sữa rồi, nó dây đã theo hết trơn rồi anh chị mình thấy nó tở lá trơn rồi anh chị. Thì nút nụ phơi phới. Nụ rất là đẹp ha. Đó, dài mấy cái này. Đây. Đó thì rất mong chị xem và ủng hộ cho vườn mai của chú. Mời anh chị mình xem một vài cây nữa. Đó. Những cây mai này. 1,2 triệu cây chà bá lửa và vô dây chỉnh sữa tên chị. Quá chừng luôn, lúc nụ chị thấy cực kỳ luôn ta, công nhận tốn công dữ lắm ha. Đó, đây công cán nó nhiều lắm, nuôi được cây mai như vậy bán giá với giá là 1,2 triệu một cây thôi anh chị. Anh chị xem tham khảo nha, có được thì ủng hộ cho vườn mai một chút giùm em ha. Chứ lô mai này ở ngoài anh chị nhìn thấy sữa cành rất là đều luôn, tàn túa xum xê sữa nhiều gan luôn. Vòng qua đây chút xíu nha anh chị, chị bỏ thời gian theo dõi nha, coi nếu mà ưng ý hợp nhãn thì cứ điện thoại trực tiếp cho chốt ha, và lấy số điện thoại địa chỉ vườn mình tới vườn mình coi tận mắt ha. Xem được thì ủng hộ. Trong này thì có một vài cây nè anh chị, thấy cái nồi đế nè, ôi ôi nó nằm bò mà đế khủng luôn ta. Hoành thì 20 lấy lên nha anh chị, cây nào nhỏ nhất thì cũng 20 đó. Nhưng mà mấy cây này nè 3 24 nguyên một cái nồi đế luôn, dài ở đây luôn. Ôi ôi cái mai này quá gì cà na cái bộ gốc đó ta, là mai nguyên thủy ăn sữa sữa cành không nói mà còn gốc còn đẹp nữa nha. Cái này em khen quá, nó em khen lố chứ thiệt ạ. Mấy cây này chị nhìn thấy nè, nằm chùm hum nè, nó dài qua mấy cây này luôn nha anh chị. Đây đó, cây cực kỳ sung khỏe nha, lúc nụ thì chi chích dài vào đây luôn. Ôi ôi ở đây có một vài cái bông gió mà nó nở mà anh chị thấy là lên cái bông chùm nè. Đây thì lô mai này bên vườn bao mặt hoa là từ 6 đến 12 cánh nè, 2 4 6 8 con nè. Một cái nụ bông mà lên 8 9 con như vậy thì anh chị nghĩ đi, mai nguyên thủy mà lên như vậy là rất là đạt. Tại vì anh chị mà mình cũng biết rồi, chút làm cũng ít. Lô mai tổng thể luôn là tên dưới chỉ có 6 70 cây thôi. Nó nên là lựa chọn những cái mặt hàng nó chuẩn đẹp nó đạt rồi mới nuôi nha. Dài qua đây luôn. Ôi ôi mấy cây này đã gì đâu ta, ôi lên tức bông gió lên. Lúc mai này lại lá ghê ghiền lắm nha anh chị, lúc nụ thì chi chích ta quá chừng lúc nụ luôn. Ôi ôi dập trang cái nhìn thấy dài dài luôn ta, nó gãy đều ta. Có những cái cây á mà cái hoành gốc nó hơi nhỏ nhưng mà nó lại là nó đẹp, nó khéo lắm. Đây hoành này tầm 20 anh chị, nhưng mà anh chị thấy gốc nó còn cành nhánh thì nói chung là chi chích tơn đặc kẹo luôn. Đó, dài qua đây luôn. Lâu lâu mới có lô mai nguyên thủy mà để sửa thân sửa sửa tàn như vậy nha anh chị. Anh chị xem tham khảo có được ủng hộ nha. Sữa này cũng đã sửa lâu rồi nha, cây đã thuần dây hết trơn rồi nè. À, chứ không có còn mà nó tả đâu. Cây này còn nghe nói chút nó cũng sửa 1 tháng mấy 2 tháng đủ lên rồi chứ không có dưới. À, đây dài qua đây luôn. À, ơi ơi lúc nụ gì đâu mà chi chích hết trơn, tới đỉnh luôn, sữa ngọn tới đỉnh.
Ở ngoài anh chị em nhìn thấy nó rất là đẹp luôn. Lá thì nó không có còn mà xanh mơn mởn như tháng 7 tháng 8 nữa. Mà cây thì nút nụ là lên chi chít hết trên chị. Xúc đu cho anh chị mình xem nguyên một cái lô luôn. Cây nào qua cây đó ha, rõ nét hết trơn. Quá chừng luôn. Rồi thì vừa qua em có giới thiệu vườn mai của chú Út nè, ở xã Vĩnh Hòa. Thì số điện thoại của chú Út thì em có ghi mấy tên tiêu đề. Thì em cũng rất mong anh chị xem và ủng hộ cho vườn mai của chú Út nha. Thì em cũng xin nhắc lại nè, một cái lô mai lớn là giá 4 triệu, hoành 25 đế lên. Thì chiều cao là từ 2 mét tới lên nè. Nó tán ngang là từ 1,6 mét rưỡi đi, tính mét rưỡi đế lên đi. Đó, phong cây thì đã vô dây chỉnh sửa hết rồi. Với giá là 4 triệu tại vườn. Đó, lô mai gồm 10, có mười mấy cây anh chị, 10, hình như 12 cây. Là giá 4 triệu tại vườn nha. Còn anh chị nào đến vườn á lấy mua một cây bên vườn cũng vẫn bán nha anh chị. Đó. Rồi cái lô thứ hai là cái lô mai nhỏ hơn, hoành đó là từ 20 đấy lên, thì chiều cao từ 2 mét ha, tán ngang khoảng mét 3 mét rưỡi đấy lên nha anh chị. Đó, nói chung là đấy lên đây là từ 1,3 là nhỏ nhất đó. Anh chị mình đến vườn coi cây nào tệ nhất là cũng là 1,3, hoành gốc là 20, chiều cao thì cũng tầm 2 mét nha anh chị, với giá là 1 triệu 200 ngàn một cây tại vườn. À, anh chị mình lấy một cặp hai cặp vẫn bán ha. Lấy cây bự thì bán giá bự một chút, lấy cây nhỏ thì cái giá nhỏ một chút xíu nha, tùy theo cái sở thích của mỗi người đó. Nút nụ thì bên phường bao mặt hoa là bao từ 6 đến 12 cánh đó, số lượng tổng thể thì tầm trên dưới 50 cây à. Ở trên dưới 50 cây là đã chỉnh sửa hoàn thiện hết. Thì anh chị nào nếu mà đến lấy một cái một 50 cây này để kinh doanh mua đi bán lại á, thì sẽ có giá ưu đãi tại phường, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bên vườn sẽ cho anh chị mình gửi nền tới cái ngày anh chị mình lãi lá làm hoa đi chợ thôi. Đặng tới ngày đặng anh chị mình sắp xếp lô bọng rồi chỗ để đặng xuống chợ là lên tới tới tinh chợ nha anh chị. Để tiếp theo mà anh chị giao lưu thêm một cái lô mai phong tàn tự nhiên bên vườn mai của chú Út nè. Đó, đây. Đây. Đó. Đó, những mặt hàng này thì không sửa mà anh chị mình nhìn thấy nút đủ ha, cây thường chậu thì cũng ba mặt hoa từ 6 đến 12 cánh. Chiều cao lô mai này lấy từ 1,5 m lấy lên nha anh chị. Cây nào thấp thì cũng 1,5 m ha, tán ngang thì tầm khoảng 1,2 m, nó hoành gốc thì cũng tầm khoảng 20 lấy lên. Đó, số lượng cây thì tầm khoảng 50 cây nha anh chị, 50 cây. Đó, hoành gốc nè, để cây nào cũng vậy trơn nha, cây nào tàn cũng tròn cũng kín, nút nụ là bao, nút nụ thì chi chít hết trơn nha anh chị. Thì số lượng là nó 50 cây. Đây, dài dài mà anh chị xem nè, cây thì nuôi phong tàn thì nó tự nhiên chứ không có chỉnh sửa như những hai cái lô vừa rồi. Thì với mức giá nhà vườn đưa ra là nó 600 ngàn một cây nha anh chị. Đó. Anh chị mình đến vườn thì cũng có giá sỉ tại vườn. Đó. Đây. Nếu mà anh chị mình đến thì cứ thương lượng với chủ vườn ha. Còn nút nụ là bao, bao nút nụ với anh chị mình luôn nha. Phong tàn thì tròn kín hết. Nhưng mặt hàng này thì chuẩn cho Tết rồi. Nút nụ thì chi chít nè. Mặt hoa thì bên vườn bao ha. Có những cây trong này có những cây là đây nè, củ đế không. Cái dàn đế lô mai này nghiêng về cái dàn đế rất là đẹp nha anh chị. Anh chị thấy nè. Cây nào cũng nằm bò các cái trơn ha. Đó. Lô mai này là 60 cây. Ủa dạ em xin lỗi, 50 cây với giá 600 ngàn một cây. Tại vườn anh chị mình đến vườn mua một cặp cũng bán nữa. Đó. Anh chị thấy này, củ đế nè, nằm bò. Đó, quấn chỉ rất kỹ lưỡng luôn nha anh chị. Xem, anh chị xem tham khảo có được thì đến vườn đi. Coi ha, coi đang mình kinh doanh mua đi bán lại nha. Nó dài qua đến đây luôn nha anh chị. Thì địa chỉ á, thì anh chị mình cứ có thể là điện thoại trực tiếp cho vườn nhà vườn ha, rồi sẽ đến tại vườn. À, qua đây dài quanh đây luôn. Lúc nụ thì chi chít hơn, cây nào cũng vậy nha. Mỗi cây nào nó cũng ấy, em không có lựa ha. Em quay từ cây muốn quay từ cây luôn á. Anh chị mình xem tham khảo nè. Bên vườn đưa ra với cái giá là rất là ưu đãi luôn, cái giá thì mềm luôn nha. 600 ngàn một cây như vậy. Anh chị xem tham khảo có gì anh chị mình đến tại vườn nha anh chị. Em ủng hộ cho vườn mai chút. À, đây. Quá chừng luôn ta. Quanh gốc nè. Cây này thì quanh gốc khoảng là 22 nha anh chị. Đó, nhưng mà thân thì lắc lượng ha. Cây nào cũng vậy trơn, dài quanh đây nữa nè. Rồi em xin nhắc lại, thì cái lô mai này là 50 cây với giá 600 ngàn một cây tại vườn. Đó, chiều cao thì tán ngang thì tầm 1,5 m lấy lên, tán ngang khoảng 1,2 m, 1,3 m lấy lên nha. Quanh gốc thì tầm khoảng 20 lấy lên nha anh chị. Rất mong chị xem và ủng hộ cho vườn mai của chú Út. Rồi tiếp theo một lô nữa ạ. Rồi tiếp theo mình chị thêm một cái lô mai bên vườn của chú Út nè, ở xã Vĩnh Hòa ha. Đây là cũng là lô mai nguyên thủy thường chậu. Đó, thì cái lô mai này là cũng khá là cao luôn chị. Đó. Chiều cao lô mai này tầm khoảng 2 m đến 2 m 2, 2 m 5 luôn. Có những cây khá là cao luôn. Đâu đo đo giùm con thấy chút.
nè, như cái này là 2m2 nè anh chị đó, cái này 2m2 đo dùng hoành góc luôn đi, đi chút cho anh chị mình thấy thực tế ha. Đó quá trời nhận góc, à hoành góc là 28 nha anh chị. Thì chúng mình qua cái lô mai này hoành góc là 25 lấy lên đi đó, chiều cao là 2m đó, tán ngang thì tầm khoảng là 1m4 1m3 1m4. Đó, nút nụ nè. Đây, mời anh chị xem nút nụ nè, quá chừng nút nụ luôn. Mặt hoa là từ 6 đến 12 cánh này, có hoa nó nở tàn mà anh chị thấy không? 8 9 cánh luôn. Đó, nút nụ là chi chít ha, cây mai rất là già luôn. Già cây nở bông rất là đạt anh chị. Đây, rồi ô dài trong này nè, số lượng quá chừng quá đất luôn. Lũ trong này cứ như vô rừng mai. Đó anh chị mình xem nè. Tàn tú thì xung xê hết trơn nha. Những mặt hàng này anh chị có thể kinh doanh mua đi bán lại nha. Đó, nằm trong cái chậu sáo nha anh chị. Rồi ôi dài hôm nay quá chừng luôn, giờ hết càng luôn. Mặt hoa thì bên vườn sẽ bao, còn nút nụ thì anh chị mình cứ yên tâm nha. Rồi ôi cái bông này nó bự, nó nở tàn 2, 4, 6 cánh mà nó bự, bông bự nè, to nè, cực kỳ, màu rất đẹp luôn, màu tươi ghê ta. Đó, đụng cánh luôn nè. Nút nụ là chi chít ra nha anh chị. Có những cây chừng cái phần tàn luôn, anh chị mình xem tham khảo, nếu mà được thì cứ đến vườn. Rồi cái lô cái chậu sáo này là bên vườn của chú là còn 120 cây với giá là 1.200.000, 1.200.000 một cây giá tại vườn. Anh chị nào đến vườn mua thì cặp hai cặp gì một cây cũng vẫn bán ha. Thì cái giá thương lượng ăn thua là anh chị mình lựa cái gốc như thế nào, cái tàn nó như thế nào nữa. Nếu mà tàn nhỏ thì giá nhỏ, tàn lớn giá lớn, gốc bự thì giá bự. Đó, bên vườn mai của chú buôn bán rất là dễ chịu nha anh chị. Anh chị xem tham khảo giúp em, nếu mà được thì ủng hộ cho vườn mai của chú nha. Đủ vô đây như rừng của Minh trong này, quá chừng luôn, cực kỳ đẹp nha anh chị. Nút nụ nè, đó chị thấy nút nụ mỗi nấc lá luôn nha, dài qua đây luôn, quá trời quá đất. Những mặt hàng này mình chơi tết rất là chuẩn luôn anh chị. Cây lô mai này cực kỳ sung nha, cái này phân tàn tự nhiên nha, cực kỳ sung khỏe luôn nha anh chị, quá chừng luôn cái lô mai này. Đó, thì em sẽ nhắc lại ha, cái chiều cao là từ khoảng 2m đấy lên đó, nhưng chứ không bao giờ dưới. Đo thử cây thì 2m2 rồi, có cây 2m5 luôn, thì tán ngang là tầm 1m5, hoành gốc thì 25 đó, cây thì cây trực đứng, có đế trơn, nổi đế trơn, lên rễ trơn luôn nha anh chị. Đó, lên rễ trơn luôn, cây nào cũng vậy. Hiện tại cây nằm trong chậu sáo, thì cái lô mai này thì với mức giá là 1.200.000 một cây đó, tại vườn mấy cây nè anh chị mình thấy nè, cái hoành thân no tròn hết trơn nha, rễ nó lên trơn nè. Mấy mặt hàng này anh chị mình chọn về chơi tết ha, hoặc là trồng đất lâu dài cũng được nha, tại mấy mặt hàng này nghiêng về đế là nhiều. Đó, quá chừng luôn. Rồi thì dù qua em có giới thiệu là 4 cái lô mai, thì em cũng rất mong chị xem và ủng hộ nha. Như cái lô mai lớn này là 1.200.000 một cây, rồi cái lô kế là cũng như là thêm 600.000 một cây, đó 50 cây, còn này tới 120 cây là anh chị. Số lượng rất là nhiều, anh chị mình xem tham khảo ha. Anh chị nào dự định kinh doanh thì mua đi bán lại, cứ điện thoại cho chút ha, đến tận vườn thì sẽ mua được ha. Nói chung là anh chị mình đến tận vườn biết chút rồi sẽ mua được cái lô mai này để về để kinh doanh nha anh chị. Rồi em cũng cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian theo dõi rất là nhiều, thì em cũng rất mong anh chị xem và ủng hộ cho vườn mai của chú ở xã Vĩnh Hòa. Rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn anh chị lại clip sau ạ.